Vô lấy ra chưa vô đi. Dạ. Cái vô này đo bán 120 thôi hả? Dạ.
Vô này đo huyết áp 820 à. Giờ huyết áp cho nè. Nước từng ngày nó lên. Mẹ có ăn mặn hay có gì không? Không, ăn bình thường với chị không dám ăn mặn. Tiểu đường ăn là. Sáng đi khám rồi. Đi thử ở quanh ở quán đi, cái nhà. Còn cố huyết áp rồi tụi mình hả? Dạ. Nhà có đau nhất hay cái gì không? Em thấy các bạn thì mình bác sĩ có. Là lúc trong mặt đó là cái áp lên cao hay sao, hay là lúc bình thường cái áp? Lúc bình thường là bác sĩ cho đúng cái đơn thuốc là uống thật. Cái thuốc canh sông thỏ ổn định. Nó không lên. Tao mới học rồi, bị sao? Cứ ăn bắp cắt. Ăn bắp cắt. Ăn bắp hỏi anh Thiện á, hỏi anh Thiện là không liên hệ